mà chọn lại gian Doom chứ không chọn lại quân. Phía bên kia là IA, Greg, AC và một con gì đó dường như là Roman thì phải. Và chúng ta hãy chờ đợi núi, người mà rất nhanh tay nhanh mắt. 1, 2, 3. Để tôi xem, tôi đang chờ. Đúng rồi, Roman. Roman là quân cuối cùng của bên phía Hà Nội. IA, Greg, AC, Roman. Và đây là màn hình máy Max C của Dương Còi phía bên trong cánh. Thế nhưng mà có khả năng cao là giữa Dương Còi và Hồng Anh là một nhà kẹp bên phía Hà Nội. Vô Thường cầm Summerian, Hồng Anh cầm Roman, và người cuối cùng Gunny cầm Seng. Seng đầu cánh làm sát biên và đã thấy một con vòi 177 bãi quả phụ đủ đồ luôn, và thậm chí những cây gỗ còn rất gần. Và phía bên trong cánh của Hồng Anh là Summerian, phía trong cánh của Gunny, xin lỗi các bạn, đó là Vô Thường cầm Summerian thì khả năng sẽ đánh cung là rất cao rồi, bởi vì bài của Gunny là một bài mà chỉ có thể chém thôi, tận dụng lợi thế của Seng ép đời sớm. Tôi nghĩ sẽ là một trận mà cuối 8 đầu 9 của Gunny. Với cái số lượng heal mà lùa về sớm như thế này, gỗ thì rất gần. Một chiếc BS, chiếc BS khai thác triệt để gỗ. Và chúng ta sẽ xem màn hình máy của Gunny cho đến phút thứ 15, và sau đó tôi sẽ chuyển màn hình sang máy khác, bắt đầu khai thác những con heal. Những chú heal đang được lùa dần về phía nhà chính. Còn 5 cái xác heal, 5 con heal nữa vẫn chưa được xả thịt. Còn thứ 3. Và trong lúc chờ đợi Gunny lùa hết 7 heal này về nhà chính thì chúng ta sẽ xem với cái màn hình máy của Hồng Anh để xem em có một bài cầm Roman đột biến trong trận đấu này hay không. Hồng Anh trong ngày thi đấu hôm nay đã có những trận đấu cầm chém có thể nói là rất tốt, mang lại hiệu quả rất cao. Thế nhưng mà vẫn không thể làm gì được khi mà đồng đội của em có những cái bài quá xấu. Hồng Anh đã có một bầy heal phụ nữa, 5 xác heal được lùa về nhà chính, một bầy heal phụ, và em đang muốn tìm thêm một bãi quả nữa để có thể có một bài cầm Roman ép sớm được và lên lực khỏe. Vô Thường thì sao? Vô Thường cũng có heal voi về nhà rồi, Dương Còi cũng có quả phụ. Vâng, tôi thấy hình như ai có ai đó có một chiếc xe giò hay phải. Hình như có một ai đó có một chiếc xe giò. Để tôi tìm xem. Còn nếu như mà không có xe giò, tách một dân vào xem kẹp xong hay không được. Nếu mà là AC thì càng tốt. Cho vào đúng thế, kẹp kẹp thịt luôn. AC khi đó thì Max C sẽ sộc thẳng y vào nhà của AC luôn. Thế nhưng mà kẹp xong AC cũng thật là một cái lợi thế mà rất lớn dành cho bên phía team Liên Quân. Bài của Vô Thường còn là một cái bài có đến 4 vòi. Thế nhưng mà bài của em là 6 vòi chứ không phải 4 vòi. Thế nhưng những cánh rừng của Vô Thường dường như là không có, chỉ có một cánh rừng duy nhất thôi. Thế mà trong trận đấu này tôi nghĩ Vô Thường không cần một cái bài mà quá kín quá đẹp, chỉ cần một bài mà có thể lên sớm cho quân được mà thôi. Và chúng ta quay trở lại màn hình máy của Gunny. Đến giờ rồi. Tôi đã nói là cuối 8 đầu 9 mà sẽ là 9 đầu 9. 9 linh 10. Đấy, chuẩn đến từng mm giây. Lựa giò. Ôi từ từ, ôi dồi ôi, may quá. May mà không ấn. Lựa giò đã được nâng cấp công. Và giáp. Ai sẽ là người đầu cánh của Gunny? Một con voi ở phía khá xa và Gunny quyết định không câu về. Anh ấy giật về đây và đóng những cái khoanh ruộng quanh bãi vàng này, và nếu cần thiết sẽ thủ phủ. Có đi ăn hoang bãi quả phía xa không? Không, đóng một chiếc BL và
quyết định đánh một cái bài cầm xeng chắc nhà. Dường như là nhà đầu cánh của Gunny khá xa. Con ngựa giò đã chạy được theo chiều dọc của bản đồ, à chiều ngang của bản đồ thì là gần hơn một nửa rồi. Vẫn chưa thấy ai. Đang chạy xuống phía 6 giờ. Đầu cánh mô 6. Mô 6 quân gì đây? Grick. Hai lạc đà đang được sóc. Grick ở đầu cánh của Gunny. Bây giờ mới bắt đầu chạy ngựa giò. Vâng, con ngựa giò của Grick còn không có công giáp. Cánh bên này hai chém rồi. Ngựa giò mô 7 đang chọc cái gì nhà Gunny phải? Tôi vừa thấy cái bóng gì đấy mô 7. Đây rồi, vẫn còn lọt. Nguyên đường. Vẫn còn. Vâng, chỗ này thực sự mà nói rất khó bò. Rất khó bò luôn. Giật lại. Bắt đầu chọc, quay lại chọc. Vâng, tươi 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 rồi, tươi rồi. Đến chưa, sắp đến. Kia. Không đi ra được. Quá đèn. Cánh bên này là màu 6, màu 5. Thì phía bên kia là AC và Roman rồi. Đúng hai quân tuyển nhất bên họ. Vâng, thử lại một tơn nữa xem lọt không. Vâng, màu 5 đang có ý định lọt vào đây. Ôi. Vẩy một e và bo bẫy gỗ lại. Rất may là còn kia không được kìa. Vâng, từ từ thôi. Cứ chậm lại. Nhà màu 5 tuy chỉ là có 1-2 con chém đấy, nhưng đang làm cho Gunny khá khó khăn bởi vì cái bãi gỗ Gunny quá xấu. Các bạn thì thấy vẫn chưa làm gì nhiều. Màu 6 chỉ trong tầm độ 3-4 dân thôi. Tôi nghĩ là 3 dân thôi. Bắt đầu lao vào phía bên trong cánh. Chúng ta quay trở lại với màn hình máy của Hồng Anh để xem Hồng Anh ở đây. Đây rồi. Đây là Roman của Hoàng Mai Nhi đang ăn nguyên một bãi quả. Bài Hồng Anh một cái bài cầm Roman sắp đều 2L và có pề thủ nhà. AC bài của Roman là của Hoàng Mai Nhi là một bài Roman kẹp xăm. Thế còn Dương Còi liệu có dâng y nhà AC của mùa 7 hay không? Dương Còi đâu? Đã có y chưa? Dường như đã có y, 2 y sóc đều. Và đang chảy thẳng vào bãi gỗ của AC. Nhà cùng duy nhất bên phía Hà Nội. Gunny đang ở đâu? Gunny bây giờ đang vào chém mùa 5. Một tơn mà nhà mùa 5 rất tỉnh đòn, nhưng mà chém chưa kịp chém chết một con lông dân mà đã chạy được, đã tỉnh đòn chạy dân rồi. Và quan trọng là vô thường trận đấu này, vô thường phải trách nhà và có những tên quân đều để có thể sau này có thể phối hợp được với đồng đội. Hồng Anh vẫn đang rất khỏe, các bạn có thể thấy Hồng Anh đang có một bài mà tôi có thể khẳng định đến bây giờ là em đang cần một nhà rưỡi. Đã chém được khá yếu Roman rồi. Chém được khá yếu Roman và đang thủ chém ở nhà có thể bắt được những tên cung giờ của Assyrian. Và đây là tên cung giờ của Assyrian. Đang bắn những con y của Dương Còi. Dương Còi. Vâng, đang dồn tới những con cung AC. Vâng, bãi vàng của nhà màu 5 dường như là chém chéo được. Và Dương Còi đang tận dụng cái điều đó ở bãi vàng của nhà màu 5. Hồng Anh tuy là cầm chém nhưng em có cái timeline to nhất bên phía, không, to nhì thôi, to nhất bên phía Thái Bình. Và các bạn thì thấy là mặc dù Phi Thường đang có một cái bài cầm cung Samarian khá trống, thế nhưng lợi thế về bài dầu đã khắc phục cái điểm đó. À bây giờ Hoàng Phi Thường chỉ cần đi những tơn cung nhỏ lẻ, bắn những bo nhỏ của bên phía nhà chém bên phía Hà Nội
Còn đầu cung sẽ ở nhà thủ nhà và không cần đẩy cung đi nhiều. Vẫn có tìm một cái bãi gỗ chiến lược để có thể đóng được những con dân ăn gỗ khác hay không, khi mà bãi gỗ của em đã bắt đầu khá xấu dần rồi. À, con giò 16. Đấy, vậy. Không được, thế mới đen. Có một tên chém ở gần nhà kìa. Có một tên chém màu 5 gần nhà kìa, vô thường. Đấy. Đi tìm một bãi gỗ khác ăn đi. Cái bãi gỗ kia mà ăn thì rất nhanh lủng. Tách 6 con dân ra, làm thêm bãi gỗ nữa. Chém, những đơn vị chém bên phía Hà Nội đang luẩn quẩn quanh nhà của Hoàng Vi Thường, khi mà anh có một cái bãi ruộng khá trơ lờ phía bên ngoài. Vẫn là những tuần chém đến từ Tễu. Tễu những pha đục chém vào làm Hoàng Vi Thường rất bất tay. Hồng Anh, chúng ta cũng đến với Hồng Anh. Vâng, Tham Lai vẫn đang chỉ là cần, tôi nghĩ là cần, có thể nói được cái tham đấy là cần. Và bây giờ Y đang đâm vào nhà của Hồng Anh. Những con Y mang tên Hoàng Mai Nhi đang lao vào huy hụi đâm những chiếc bè để có thể vào nhà Hồng Anh. Thế nhưng mà vẫn cứ thể thủ phù được, giữ con hù đó, cứ giật lại vào bo nhỏ mà thôi. Ủa nhưng mà quá đông, rất đông Y. Đội 4, 6, 7 con Y. Có thêm con hù nữa lở ra. Hù kia hồi mana chưa? Vâng, hù được một con. Lại hù được một con nữa. Vâng, đã khá rồi. Vô thường thì sao? Vô thường tham mang là 76/100. Đang rất khỏe và đang mang đi sang cứu nhà của Hồng Anh. Một chục con cung giờ. Chặt câu 2 được lên chưa? Vâng, vô thường đang có một bài hơi yếu gỗ. Lên chặt gỗ 2 vẫn chưa được nâng. Và bây giờ là rất bắt tay với những con chém của màu 5. Không biết là tễu hay à, không biết là tiểu bản thầu hay là văn lớp. Màu 5 dường như là văn lớp thì phải. Và bây giờ tên cùng giờ này sẽ sang cứu được nhà của Hồng Anh. Và Hồng Anh sẽ ổn định lại những phân ruộng của mình. Và khi đó thì sẽ đánh với hai nhà chủ lực. Tuy là chỉ là một nhà chém, thế nhưng Hồng Anh cũng rất khỏe trong cái thời điểm hiện tại. Và dường như Thái Bình, và thế là và lớp gì sai. Tỷ số là 1-0 ở C đấu thứ 3. Một trận đấu mà Hồng Anh thể hiện khá